À, xin chào anh em. Hôm nay David Tuấn xin dành ra một ít thời gian để ra tiếp cái video clip hướng dẫn về cái cách mà thu nhiều track, thu multi track trên cái con Mixer BTG-XR18. BTG-XR18 nó có cái chức năng là nó cho chúng ta kết nối cái cổng USB trên cái Mixer qua cái máy tính để chúng ta biến nó thành một cái sao card. Đây. Cổng USB này, cổng này nè, thì chúng ta kết nối máy tính, cắm cổng vuông này vào trong mixer và đầu dẹp và máy tính, thì chúng ta lên trang chủ nó, chúng ta tải về cái driver, lên trang chủ tải về một cái driver, chúng ta gõ nó là Pitinger XR18, á, XR18, rồi chúng ta vào trang chủ đây, tải về cái bộ driver để cho nó máy tính nó nhận cái XR18 này là một cái sao card, bấm vào phần cái thẻ download, rồi chúng ta kéo xuống dưới. Qua trang 2. Đây. Thì cái XR18 Windows Driver ASIO thì version 4.5.4.59 tháng 6. Đây, tháng 6 đây, ngày 6 tháng 6 chúng ta bắt mũi tên tải về. Rồi, tải về chúng ta cài đặt. Cài đặt xong thì nó nhận cái driver, khởi động lại máy và nó nhận driver như này. Rồi, chúng ta tiếp tục tải một cái driver ASIO. Chúng ta lên trên mạng chúng ta gõ chữ A C O for on, tức là 4 on đó. Rồi, ok. Vào trang chủ nó là ASIO for on.org. Chúng ta tải về. Các cái đây chúng ta tải về. Thì cái đầu tiên cũng được, ASIO 2.13 cũng được. Rồi, sau đó chúng ta cài cái for on thì nó sẽ tự động máy tính nó sẽ nhận trong này. Chúng ta có để im không có cần điều chỉnh gì không nào đó. Cái đây cái để im bình thường mặc định nó như thế để cho cái máy tính nó nhận dạng ra là cái sao có nhiều đường tiếng thôi, không có gì. Rồi, ok. Rồi chúng ta cần một cái phần mềm cài ra máy tính, phần mềm thu âm, phần mềm, nói chung là phần mềm để chúng ta thiết lập được nhiều track audio thu và phát để chúng ta quản lý và thu trực tiếp từ cái mixer anh em nhạc cụ nhạc công đang chơi, và chúng ta thu lại để chúng ta phát lại, chúng ta chỉnh chỉnh theo cái track phát lại, nhưng mà sau đó chúng ta chơi live lại nữa là nó sẽ hiệu quả, nó sẽ hay y như chúng ta đã chỉnh vậy đó. Rồi thông thường thì một số anh em dùng là Cubase, Sonar, Nuendo hoặc là Pro Tools, nói chung là các cái phần mềm rất là nhiều phần mềm thu âm, nhưng mình thì mình phát hiện ra một phần mềm rất là nhẹ nhưng mà hiệu quả cho anh em dùng riêng cái phần multi track thôi, không cần mix nhiều, mix vẫn được nhưng mà anh em mình chuyên mix thì đã dùng phần mềm khác rồi. Máy tính thì cấu hình có nhiều anh em không có cái máy cái tính cấu hình lớn thì mình vẫn chơi cái này được, thì anh em sẽ lên cái trang chủ chúng ta tìm cái phần mềm mid bass multi track, mid bass đó, mid bass multi track rồi ta enter, nó sẽ dẫn đến ngay cái trang là mid bass multi track test code software and CUS software, chúng ta bấm vào này rồi chúng ta download về, download về xong chúng ta cài cài cái này thôi thì nó sẽ ra được cái phần mềm đây. Đây. Giờ chúng ta mở phần mềm là chúng ta thiết lập, đúng không? Mở lên chúng ta thiết lập. Mình mở lên. Đó, mình đã thiết lập mặc định nó là mình nó không có gì hết. Mình thiết lập sẵn nó rồi. Mình bấm vô cái track này. Cái phần ở trên này, cái file này. À, cái track này, chúng ta add track hay là Ctrl T cũng được, chúng ta mở cho nó 17 track, 16 track. Mỗi 17 track đi, đây có một track stereo chúng ta để dành. Rồi, ok. Mình làm sẵn rồi nha. Mình mở ra một thư mục sẵn thôi, red code multi track đây. Đó, thì đầu tiên anh em mở lên đó là vào cái thẻ option đây nè. Option. Chúng ta chọn cho nó cái sao để cho nó nhận. Ví dụ máy tính mình có nhiều sao đây. Mình nhận cái sao ASIO X XAC ASIO driver. Đây cho nên nó có Behringer XAC nhưng mà đừng nhận mấy cái này. Cái này là nó phần mềm nó không nhận ra là làm 18 in out ở trên mixer đâu, chúng ta phải chọn cái ASIO XAC. Cái X32 thì chúng chọn chọn X32. Nó y chang vậy không khác gì đó. À, chọn ASIO rồi, main in out cái để mặc định nó 12 đi. Nếu anh em dùng X32 á thì chúng ta tạo 32 track nha. 32 đến 34 track cũng được. Rồi, mỗi track này á chúng ta lại cấu hình tiếp một lần vào cò lê này. Track 1 thì nó mặc định nó chưa có đâu. Anh em phải đưa xuống chọn cái X XAC ASIO driver, rồi chúng ta chọn cái input nó là input 1,
cái monitor chúng ta bỏ qua một hai mặc định kệ nó, cái led bằng out, led bằng right chúng ta chọn đều một một hết. Rồi tương tự như vậy chúng ta chọn sang đến cái tiếp tục, cứ tiếp tục tới đâu chúng ta chọn số nào cái kênh máy, kênh xấu thì chúng ta chọn y như vậy, cùng cái sao ICO XR, chọn input là mono, led là rất xấu và output led bằng right, chọn là xấu. X32 chúng ta cho chọn thứ ba thôi, nó cũng y chang vậy, không khác gì hết. Rồi xong rồi đúng không, chúng ta chọn tất cả các cái nút này nè, hoặc là nó có cái mixer, nó có cái chữ mixer ở đâu đây. Nói chung mình nghiên cứu cái phần mềm này mình cũng mới thôi, mình không có không phải là chuyên để xử lý có cái mixing mixer gì đâu, mixer hình mixer đâu ta, không thấy. Nếu chọn được cái mixer thì mình đưa cái mixer nó ra ngoài luôn, nó có cái hình mixer chỗ đây, chỗ nào mình quên rồi. Rồi anh em nghiên cứu sau, view mixer control đây đó, mình chọn cái jack này đó, đưa qua chọn cái là thu này, rồi chọn hết, chọn hết cái đường nào có tiếng á, đường này là đường micro mình nói nè. Đó. Cái này số mấy không biết. Đó. 11. Cái này không phải, này chắc 9. Cứ chọn hết đi anh em. Cái nào chưa chọn mình chọn, không? Đấy, chọn đây, chọn đây, chọn đây. Rồi, ok. Ví dụ mình có thể ẩn cái này đi. Ẩn cái này đi nha hạn. Đấy. Bấm cái mũi tên phía dưới này cho nó về đầu ngay từ đầu. Kiểm tra lại cái mixer của mình. Tất cả các cái đường input đây là nó phải đúng. Đây là mình đang chọn USB thì mình chọn bỏ nó lại AD đây, đó. Từ 1 tới cho tới đây mình chọn lại AD hết nha. Cái middle là mình nói nó thành luôn luôn, mình để chữ chữ AD bên đây là mid line là đường input vào đó. Ví dụ vậy, từ đây qua đây mình chọn hết. Cái track nào mà mình chơi nhạc cụ thì mình chọn nó input bên đây, không chọn USB. Đó, xong rồi là mình bắt đầu kêu anh em nhạc công ngồi lại, ca sĩ lên cầm micro và chúng ta đưa cái vị trí này lên đầu tiên, chúng ta bắt cái mũi tên dưới này cho nó lại từ đầu, rồi sau đó chúng ta nhấn nút reset này, continue, nhấn nút reset này, rồi 1 2 3 anh em bắt đầu chơi thì tất tần tật mọi cái nguồn âm nó sẽ thâu vào trong đây tương ứng với từng track, có nghĩa là input nào trên mixer này, mixer chạy đường nào, đường tín hiệu nào thì nó sẽ thâu vào trong cái phần mềm đường tín hiệu mình đã gắn cho nó. Hết bài rồi chúng ta tạm dừng. Đó. Ví dụ chúng ta giả lập như vậy. Đây cái đường có một đường sao nó bị sai cả ta. Đúng rồi, đường này bị sai nè. Đường số 10 nè. Chưa chọn nè, chọn sau nè. Mono chúng ta phải chọn đường số mono là số 10. Output chúng ta cũng chọn 10. Không, kiểm tra thấy sai không? Đấy là nó mất. Cái này 11 đúng rồi. 12 đúng rồi. Số 9 cũng đúng luôn rồi, có mỗi số 10 là sai. Rồi. Chúng ta kéo xuống, chúng ta thấy cái đường số 16. Đây là đúng đường micro của mình nói này. Mình coi cái sóng nó lên nè. Đường micro mình nói nè. Đó, anh em thấy không? Có sóng đúng không? Nên thành là nó có một đường này là nó có, do nó có một đường này có tiếng, nếu tất cả các nhạc cụ cùng chơi á thì mình sẽ thấy được cái sóng âm nó thu vào đây. Đó. Rồi bây giờ ví dụ đây là mình xong hết rồi, mình giả lập là mình thu xong hết rồi đó. Thu xong hết rồi đúng không? Ok. Rồi. Những chắc này là những chắc mình thâu xong hết rồi. Ví dụ như thế. Mình giờ đang 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 mình đang không có nhạc cụ. Thế nên mình giả lập thôi. Cái chắc số 10 thì lúc nãy mình bắt lại nè, mình chưa sửa nè. Cho mình bắt lại đó, sửa lại số 10. Làm nó bị sai đó. Rồi. Đưa lên từ đầu,
đưa cái track này qua từ đầu cho nó về, kéo nhỏ này lại. Đó, bây giờ mình có cái mẫu sampler, quên cái mẫu nhạc cụ đã thu trước, mình y mình hiểu như nôm na, như lúc mình hiểu như lúc nãy đó, mình đã thu vào hết từng track hết rồi thì nó như này. Đó. Đó, mình thâu vào đó 10 10 15 track. 15 track nha. Đấy. Rồi, mình nhạc cụ đến xong rồi, bây giờ mình qua đây mình chuyển lại. Tất tật 16 track mình đưa nó qua USB hết. Kiểm tra hết 16 track đưa qua USB hết. Tại vì để cho nó nhận USB mà, riêng cái track này mà mic mic này là mic mình nói nên thành mình phải để bên đường ngoài nó thu tiếng vào thôi. Rồi, ok. Bây giờ mình phát lại. Phát lại trên phần mềm. Rồi mình nghe chỉnh mixer nè. Đó. Phát lại trên phần mềm. Đó, từng cách anh nghe rất rõ. Không, phát lại trên phần mềm mixer. Rồi bây giờ chúng ta mút. Chúng ta mút hết. Screaming out loud. Never ever heard a word you said. Can't you see yourselves? Can't you understand? Cả cái vocal luôn, để lại mỗi kick. Rồi. Rồi, chúng ta chỉnh cái kick đây. Chỉnh input nè, gain nè, thêm gain mình chỉnh ban đầu rồi, gain bây giờ mình phát lại là mình không can thiệp gain nhiều nữa, mình chỉnh gate nè. Chỉnh gate. Đó, chỉnh EQ. Chỉnh com. Đó, bây giờ đấy, chỉnh độ rồi độ cái lớn của fader. Rồi xong một cái mình thêm cái snare, snare 1 là mặt snare mặt trên. Select rồi mình chỉnh cũng như vậy, mình chỉnh gate. Có nghĩa là anh em nhà công đã đánh xong rồi. Chính cái cắt này nó đã được thu vào trong phần mềm này. Và bây giờ nó đang phát lại. Hay mình lặp lại đây, nó đang phát lại để cho mình chỉnh quy rồi compressor trên này một tí, hiểu không? Phát cái RTA lên đó, mình chỉnh trên này đó. Nghe lại cái kit đây đó, dù chỉnh nè. Đó, anh em tune cho như nào đó, cho ok, cho vừa ý. Rồi, ví dụ như tiếng kích như vậy là ok đúng không? Bây giờ tới tiếng snare. Anh em nhìn sống để low cut cho nó hợp lý. Rồi. Đó, anh em cắt tiệp. Đó, mình chỉnh đó, đang can thiệp đó, không can thiệp com nè, can thiệp com nè, rồi mình tua lại, phát lại cho nó đủ, nó nhiều cho vậy. Rồi chúng ta nghe qua cái snare 2, tức là cái snare lay mặt dưới, chúng ta lấy cái set dây tem đó. Rồi chúng ta control, chúng ta chỉnh, nói chung mình làm nhanh thôi. À, chỉnh bass, chỉnh chép, chỉnh gate, chỉnh com. Rồi chỉnh ban luôn. Ban đây chúng ta có thể ban sang bên trái, sang bên phải gì tí đỉnh cho. Đây. Đó, ban đây. Ban đây. Chúng ta có thể ban ngay tại đây luôn. Này, ban qua tí nè, đó.
chúng ta mở cái Snake 2. Snake 2 rồi đúng không? Mở cái Tom. Chúng ta mở cái Tom. Đây, mở cái Tom đây. Tom ở đây. À, cái Tom thì Tom nó ít đánh đó, tới cái vùng mình tua tới vùng Tom mình nghe Tom này, Tom này. Đó, mình canh lên cái Tom này. Cái Tom 2, Tom 1, Tom 2. Rồi, canh lại Tom 1. Tom 1 đây. Đó, chúng ta chỉnh Tom. Rồi, mở hai Tom lên để nghe lại cái Tom. Ok. Anh nghe lại cái Tom đây. Rồi ok. Xong hai cái Tom rồi, chúng ta thử cái các Tom rack. Tức là cái 11 cái đồ nó thu từ cái Tom nhỏ riêng nữa. Rack đây. Đó, chỉnh rồi, ok. Xong rồi tới cái hit hat. Hit hat xong rồi tới cái over here. Over here xong rồi tới bass. Bass đi rất tức là bass cắm dây thẳng. Bass thẳng đó. Rồi, cái bass đây là bass qua cái âm ly bass M80. Tiếp tục qua một cái mic khác, tiếp âm. Rồi, tới cái guitar 1. Guitar 2. Đó, rồi tới cái vocal. Rồi, ví dụ phần nhạc ổn rồi đúng không? Thì chúng ta nghe lại phần nhạc này. Ta nghe lại từ đầu. Snare lớn chúng ta giảm xuống. Rồi, ta mở vocal lên. Bây giờ là tiếng vocal còn mỏng. Never ever heard a word you said. Can't you see yourselves? Can't you understand? There's more truth in the way that you lie. So you take a stab at all that's around your mind. Can't you sweep this shit to the side? Well, it's so fucking nice to have you here. To turn our lives from what we fear. Well, sometimes you're worthless and we get alone. Will you ever grow? Well, here I am, I wanna help you out. Can't you see yourself? Can't you understand? There's more truth in the way that you lie. So you take a stab at all that's around you. Can't you see it's all over this place that stares back at you? Stares back at you from your happy pills that won't keep you well tonight. Nice. À, chúng ta nghe ourselves screaming out loud. Phép vô này. Đó. Never ever heard a word you said. Can't you see yourselves? Can't you understand? There's more truth in the way that you. Rồi, chúng ta nghe lại nghe. Đó,
Đó, bây giờ là thành quả những gì chúng ta đã mix, chúng ta đã thu và chúng ta phát lại, chúng ta chỉnh như thế này. Đó, xong rồi. Ok, xong đâu đấy, đúng không? Nghe thử rồi. Đó. Sau này là sau khi mình tắt cái này, mình mời anh em lên chơi lại bài này một lần nữa, thì cái hiệu quả âm thanh nó sẽ ra ok hay như này, chứ nó không phải như lúc đầu mình chưa chỉnh. Hiệu quả âm thanh như này, anh em lên chơi lại thì mình chọn qua cái input, mình chuyển hết về bên bên đây lại, bên trái lại, mình mix lại, nó đang ở dưới queen. Đó là cái chia sẻ trải nghiệm của mình về cái cách mà chúng ta cắt ở trên tầng video cũng như thứ hai nó tùy như này, nhiều cách hơn. Sometimes you talk to hear yourself screaming out loud. Never ever what you said. Đó, anh em có thể có những cách khác, nhiều cách khác. Mình lên cái có nó có một cái trang web để mình download về nhiều cái mẫu để mình thử. Đó. Thử rất là nhiều cái kiểu multitrack để anh em biết cách mà mix. Đây nè, ví dụ Việt Nam này. Có mấy cái Việt Nam này. Thử cái này thử đi. Mình cũng chưa thử cái này. Thì cái bài kia nó có trống. Có trống có bass rồi luôn, mình thử luôn. Còn cái bài này thì không biết nó như nào. Này thì mình phải bỏ effect lại tại mỗi track nó mỗi khác. Đó là cái cách mà đưa âm thanh từ bên ngoài vào và dạ, là thu multitrack. Đây. Có bài khác. Mình có thể mix trên này. Clip mình chia sẻ về cái cách thu multitrack và chỉnh lại trên mixer để chúng ta dùng trong cái vấn đề đi show, anh em mà thu nhiều nhạc cụ á, là sơ bộ qua nó như thế, nó đơn giản thôi, nó không có gì hết. Mình chân thành chia sẻ đến anh em những kiến thức nhỏ nhoi. Chúc anh em sức khỏe, vận hành tốt thiết bị, và anh em nào có nhu cầu mua hàng ủng hộ thì cứ liên hệ bên em. Số điện thoại cũng như kênh của em thì em để sẵn trong cái bình luận hoặc là cái mô tả. Kênh âm thanh giá rẻ.com, website âm thanh giá rẻ.com, hân hạnh được phục vụ mọi người, phục vụ các anh em. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Anh em nhớ đăng ký cái kênh của em nha, và bật cái chuông thông báo lên để những có những cái video chia sẻ về sau thì anh em luôn luôn là được là người thông báo để xem những cái video chia sẻ đầu tiên, hoặc là những cái video giới thiệu về sản phẩm cũng vậy. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi kênh cũng như xem cái video và cũng như là mua hàng ủng hộ bên em. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những cái video về sau. Xin thân ái.